Xin kính chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại em Phương lên lô này toàn bộ là chất liệu carbon nha, còn ít cây để sale. Hẹn mọi người là tầm 5 ngày nữa là sẽ có hàng mới nha. Em Phương sẽ về một lô cần xoắn ít. Xoắn ít thông số 3,5-4H nha cả nhà. Cần xoắn ít rất là đẹp. Nói chung là những cái hàng này thì là những cái loại cần mới ra, nên là mới được lưu hành ở thị trường, nên là cũng hơi rất là lạ lẫm, nhưng mà mọi người nhìn cái phôi của nó thì mọi người sẽ biết là nó nhìn phôi là mọi người biết về chất lượng nha. Đó, những anh mà mình có quen thì mình nhìn phôi là mình biết chất lượng rồi. Rồi bây giờ em Phương xả kho nha, toàn bộ cái lô này lô cần lưu đồng giá 200.000 nha mọi người. Còn cây 250 thôi, còn lại 150, 180, 200 là 200 là cao nha mọi người. Còn cây 250 thôi thì cái này tồn kho cũng khá là lâu rồi. Ngày mai em Phương sẽ lên sổ cần phíp nha cả nhà. Cần phíp ISO hạ tay á thì đồng giá là 40.000 một cây nha cả nhà ơi. Thì em Phương sẽ bán theo cặp. Bán theo cặp và một cặp nha mọi người. Em Phương bán theo cặp. Rồi, mọi người ân cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp theo số điện thoại 0931 272 712 giúp em ạ. Ngày mai em Phương sẽ lên để xả cần phíp. Bán còn rẻ hơn giá sỉ luôn, tại em sẽ cho gọn kho để em về hàng carbon thôi. Sau này em sẽ không bán cần phíp nữa nha cả nhà, em sẽ chuyên về hàng carbon thôi, còn quá trời cần phíp. Còn anh nào mà muốn lấy sỉ thì cứ inbox cho em, rẻ lắm, có 40.000 một cây thôi. À, hồi nãy em nói lộn, giá sỉ là 40.000, còn giá lẻ là 50.000 nha cả nhà. Nó còn rẻ hơn sỉ bình thường nữa, sỉ bình thường nó đã là rẻ nhất đã là 85.000 một cây rồi. Thì bây giờ em Phương xả kho á, ba cái cây ngắn ngắn từ 3,9 đổ lui thôi cả nhà. Thì mình mua về mình mua cho con cho cháu mình tập câu ha, nó cũng khá là rẻ. Rồi, bây giờ em Phương lên cây đầu tiên. Em Phương có một cây cần lua một khúc cán mút xốp như thế này, bắt hãng luôn nha mọi người. Cái này là một cây của Taiwan. BB Now gì đây nè. Thông số lua nè cả nhà. Thì em Phương cũng không rành về cái cần lua này nên thì mọi người thông cảm giúp em Phương. 1-8, 1-2 ô giác, 4-12 LB này mọi nhà. Đó là thông số lua của nó, khoen Pusi nha mọi người. Khoen là khoen Pusi. Đây, đầu bu nè, nguyên trinh nha, không gãy, không nối gì hết. Rồi, cây này lua một khúc, 1m8 hả ta? Cây này lua 1m mấy đây? Ôi là trời, chắc 1m8 á. Rồi, 350 nha cả nhà, 350 bao ship mã số 1. Tiếp theo mã số 2, một cây hen, cây dây trong, độ cứng 1 và 2m4. Rồi, nặng 160g, đọt 2 ly, gốc 19. Cây này sale cho mọi người 200.000 nha, 200.000 nè, 200.000 một cây lua mềm. Rồi, đó là cây mã số 2. Tiếp theo cây mã số 3, em có một cây lua 2 khúc. Thông số là 7-21g nè. Tải mồ là 7-21g nha cả nhà. 8-16 LB nè. PE, ghi chữ PE là 0.8-1.2 nè. Rồi cây này 2m3 nha. Giá của nó là 200.000. Đó. Khoan hãng bát hãng nha cả nhà. Khoan hãng bát Buji nè, còn khoan là khoan hãng. Tại em không có thấy ghi chữ Buji trên cái khoan đây. Nên thì em nói là ba khoan Buji khoan hãng nha cả nhà. Đó là mã số 3, 200.000. Tiếp theo cây mã số 4. Rồi. Cây lua 1m8 nè. LG 1m8. 1m8M nè. 1m8M nè cả nhà. Rồi, giá 200 nha. Giá 200. Cây này thì ghi là không có ghi thông số nha cả nhà. Không có ghi thông số, cây này không ghi thông số nha. Khoan hãng bát hãng nha. Khoan hãng bát hãng giá 200.000 mã số 4. Tiếp theo cây mã số 5. Tiếp theo cây mã số 5. Đây. Một cây lô mấy ngàn. Này. 1-3-16-1-2 OZ nè, 6-10 LB nè. Đó, tem vàng nè, tem này tem xuất Nhật nè. Rồi không, em cái này 200.000, cái này luôn 1m7 nha. Cái này luôn 1m7. Khoan hãng, khoan Pusi. Đó, cái khoan cái to nhất là em thấy ghi chữ Pusi nè.
Hoang Fuji nha cả nhà, đó là mã số 4. Tiếp theo cây mã số 5, cây hai khúc, cây nụ của Mắc Inchina nha. Mắc Inchina thông số là 1-4-5-8-OZ. Rồi PE line nè, PE line là 0.6-1.2 nè. Rồi cây này 200.000 nha cả nhà, giá 200.000. Khoen thì em coi thì khoen em thấy khoen chữ Pucci nè, khoen cái to nhất em thấy khoen đi Pucci, bát thì là bát hãng nha. Rồi đó là cây mã số 5. Cây mã số 6, một cây bị gãy đọt đó cả nhà, cây này bị gãy đọt thì giá 150.000 thôi đó. Cây này độ cứng 30 và 2m7. Khoen này nó bị gãy đọt, người ta làm lại được nay, nó gãy tầm mà chứ còn 2m6 á cả nhà, còn 2m6 á, gãy tầm 10 phân nha. Rồi cái này giá 150.000 nha, khoen hãng bát hãng, giá 150.000. Mã số 6. Tiếp theo cây mã số 7 này, à hồi nãy là 2, 4, 6, cây mã số 7. Tiếp theo cây mã số 8 nè, cây này em không có thấy ghi thông số, ghi là Rocky, lua là 1m83, lua 2, tải mồi là 2-7 gram thôi, bay văng văng. Cái này giá 200.000 nha cả nhà, 200.000. Cán bần như thế này. Rồi, khoan hãng bán hãng luôn. Rồi mã số 8. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 đây, một cây hai khúc. Bát hãng, khoan hãng 2m7 nha. Cái này em cũng không có thấy ghi thông số. Không thấy ghi thông số nha. Rồi 2m7, cây này giá 200.000 luôn. Cây này cũng còn khá là đẹp. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số số 10. Hồi nãy là cây mã số 9 rồi cả nhà ơi. Tiếp theo cây mã số 10. Đây cây mã số 10, đây là cây 1m8 thì em cũng không có thấy ghi thông số, cây này Mắc Inchina nha cả nhà. Rồi cây này giá 150.000 thôi, khoen hãng bét hãng. Cây này chỉ bằng một giá cần một giá của một cây cần clip thôi nha cả nhà. Đó, nè. Rồi tiếp theo. Ủa, cây này là phíp hay carbon? Rồi để em coi lại cái. Cây này cây carbon á. Rồi, cây này 150.000. Tiếp theo cây mã số 11. Đó, một cây Hunter. Cây này cứng ML nè. Tem mát đầy đủ nè, cây này ngoại hình còn đẹp mới, 1838 OZ 6-12 LB. Một cây luôn máy ngang. Khoan hãng bát hãng. 250.000, mã số 11. Tiếp theo cây mã số 12, một cây cần hai khúc. Cây này của hãng Ambatecker, khoen hãng bát hãng. Ambatecker 2m7H, này là cứng đều nha mọi người. Cây này là cây cứng đều nha. Cứng đều, cây này của Korea. Nặng 320g, đọt là 2,3. Rồi cây này em sale cho mọi người là 850.000, còn 550.000 nha. Còn một cây sale, tại vì em cũng không cần để cần máy sale đại thì cả nhà ơi. 550.000 nha. 550.000 mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 đây ạ, một cây Shimano. Cái này là của China xuất Nhật nha. Độ cứng 4. Dài 3m6, Mắc Inchina nhưng mà hàng xuất Nhật nha cả nhà. Tem đây nè. Tem xuất Nhật đây, tem vàng. Nặng 200g, đọt là 1,55 × 19. Rồi, cái này sale cho mọi người 600. Khoen này là khoen thường thôi nha cả nhà, khoen hãng thôi. Khoen hãng thôi nha. Lóng trong nè. Còn khá là đẹp ha, màu cam. Rồi. Độ cứng 4 nha mọi người, 4 dài 3m6, cái này mọi người hạ tay cũng ok ha. Rồi đó là cây mã số 13. Tiếp theo cây mã số 14, em còn một cây nguyên hộp nè. Cây này là cây của Trung Quốc nha mọi người. Độ cứng 1.5, dài 4m5, hàng mới chưa sử dụng, nguyên hộp. Cây này cây của Trung Quốc, đọt 1.1 ly, nặng 215g. Cây này là bữa em bán 750.000, còn một cây em sale cho mọi người 350.000 nha. Sale hơn một nửa giá luôn nha. Hơn một nửa giá, lỗ vốn luôn cả nhà. Một cái cần như thế này thì bán chỉ, cần Trung Quốc này thì bán đồng lấy Zalo thì em chỉ mong muốn là huề vốn thôi, chứ cũng không có cao hơn là lời đâu, toàn là huề vốn hoặc là lỗ vốn. Cây nào mà của Trung Quốc mà bán ngon lắm thì được huề vốn, còn không thì lỗ vốn cả nhà. Đó, như mấy cây này là lỗ hết nè. Tiếp theo em Phương lên một cây mã số 18, dài 4m5, một cây nội địa Nhật, nặng 130g, đọt 0,9, 850.000, em Phương sale xuống còn 680.000 nha mọi người. Đây, 680.000. Cây này cái tem bị hơn rồi.
Cây này ra cần rất là thẳng nha, mọi người yên tâm, em còn hai cây này mà sale mãi không ai mua hết trơn á. Đây, đầu lóng không sờn không đứt, lóng trong thì còn mới đẹp nè. Đó. Đó, mọi người nhìn, em tuốt hết lóng ra rồi nè. Đó. Ủa. Cây này rất là thẳng luôn. Cây cái dòng nội địa này ngon lắm. Mà hỏi, nhiều người hỏi lắm, nó bị mắc bông lông hay sao á. Nhiều người hỏi lắm, em nói thiệt, từ hồi em đăng tới giờ, cái cây này em đăng tầm 5 video rồi nè. Mà rất là nhiều anh hỏi, chắc phải gần 20 anh hỏi, mà không ai chốt hết. Ai cũng hỏi, cũng đồng ý giá, xong tới lúc xin địa chỉ cây. Không từ bên Facebook, em bán Facebook nữa mà, từ Facebook cho tới YouTube không ai trả lời hết trơn á. Em không hiểu nữa, cái cây này cũng vậy nè, cây Trendmark nội địa này cũng vậy nè. 4,5 m nặng 150 g, đọt 0,8, 8,5 sale 6,5 nữa cả nhà. Cây này ra cần cũng khá là thẳng nha. Cái chỗ này nè mọi người, nó bị cái lớp sơn nó bị bạc thôi nha, chứ còn không vấn đề gì hết nha. Đó, đọt đây. Nè. Đó, mọi người nhìn cái phôi của nó nè. Còn cái Trendmark này thì mọi người biết rồi, cái này cây nội địa Nhật này thì mọi người biết rồi mà. Nó chỉ bị chóc lớp sơn đó thôi mà sao không ai mua hết trơn á. Rồi cây mã số 16, tiếp theo cây mã số 17, em còn đúng 3 cây. 3 cây hãng Yuyan Carbon từ Nhật Bản, thì mấy cái cây hãng này thì nó khá là mới đối với mọi người. Nên là thì cây 3,6 m này nặng 80 g, đọt 1 ly, giá 900 em sale còn 750 thôi mọi người. Yuyan Carbon từ Nhật Bản nè. Đó, carbon đến từ Nhật Bản nè. À, hàng mới chưa sử dụng. Cái này thì tầm 3H nha mọi người, 3H rưỡi, em xin lỗi, 3H rưỡi tới 4H tùy cảm nhận nha. Còn cái cây này mà mọi người nói 2H là không phải đâu nha, cây này không thể nào 2H được. Rất là nảy. Rồi. Hàng mới chưa sử dụng nên mọi người yên tâm về ngoại hình nha. Rồi. Thông số của cây này là nó tầm 3H rưỡi tới 4H đó mọi người. Rồi tiếp theo. Cây này đó là cây mã số 17, tiếp theo cây mã số 18. Mà một cây coi. Một cây coi 4,5 m, nặng 120 g, đọt là 1,1 ly. Rồi khách cây này khách đặt nha, hai cây này đều khách đặt nè, chứ không em bán hết rồi, không còn đâu. Mà khách đặt xong rồi tới lúc ai hỏi em cũng không bán hết. Tới lúc em xin số điện thoại địa chỉ thì ảnh im luôn rồi. Không thấy trả lời luôn, là biết rồi, nghi rồi. Đọt cây mới chưa sử dụng 4,5 m nè. Cây này cũng tầm thông số của nó là tầm 3,5 m 4H nha cả nhà. Đọt rất là nảy, cứng nè. Đó. Đọt là 1,1 ly. Đó, 1,1 ly, 3,5 m 4H nha cả nhà. Rồi. Cây coi mới chưa sử dụng nha, còn bọc còn nút còn túi hết. Cây này vậy, cây coi 3,9 m này vậy. Nặng 95 g, đọt 1,1 ly, 950 sale còn 850 nè. Đó, ảnh dặn hai cây nè. Ảnh chốt là ảnh là người chốt đầu tiên trong cái lô cần á. Ảnh dặn xong rồi. Nè. Ảnh dặn xong rồi ảnh không lấy. Xin địa chỉ cái không trả lời. Ví dụ như mọi người có không muốn lấy nữa thì mọi người cứ trả lời giúp em một tin nha, để em biết đường em còn bán cho người khác. Em thì em sợ mất lòng lắm cả nhà. Em sợ mất lòng lắm, em cứ sợ tới lúc em bị nhiều lần rồi á, cái tới lúc em chốt xong rồi cái mọi người trách em là tại sao không anh đã dặn rồi mà không chốt, không để lại cho anh. Nhưng mà thật ra em hỏi mọi người cái mọi người không có trả lời á, là em thấy đọc tin nhắn rồi mà không trả lời thì em sẽ bán, tại vì em nghĩ là mọi người không lấy nữa. Là nếu mà em có hỏi thì mọi người đừng có ngại, mọi người đừng ngại gì hết. Nếu như mà mọi người không lấy á, thì mọi người cứ nói em Phương, anh không lấy nữa em ơi, nó không hợp với nhu cầu của anh, hoặc là anh đang băn khoăn suy nghĩ quá. Nếu mà anh đang băn khoăn suy nghĩ quá thì anh nói em ơi em bán giúp anh đi, em cứ xả ra giúp anh đi, khi nào mà còn nếu mà còn mà anh có nhu cầu thì anh lại nhắn cho em. Cái đó không có vấn đề gì hết mọi người. Em Phương rất là vui vẻ, nên có gì mọi người cứ nhắn cho em nha, chứ mọi người không trả lời tới lúc em bán đi rồi lại trách em thì tội em lắm. Nên là mọi người thông cảm cho em Phương về vấn đề này nha. Dạ rồi, em cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Thì tầm 5 ngày nữa thì em sẽ có một lô hàng xoắn ít về nha cả nhà. Thì cái dàn này, loại này thì em cũng đã bán ở video trước, ở video cách đây 1,5 tháng em có một cây, đó là một cây mắc 2 á cả nhà, xoắn ít đó, nên là mọi người cứ yên tâm nha. Thì những cái hãng này nó sẽ là những cái hãng mới, nên là mọi người
cư câu rồi cảm nhận nha, chứ nó không phải là những cái hãng nổi tiếng ví dụ như NFT, Shimano hoặc là Daiwa thì mọi người yên tâm, mọi người biết rồi, biết cái tiếng tăm của nó rồi. Nhưng mà có những cái hãng giống như mình đây nè, ví dụ như cái quán cà phê này thì nó đã mở rất lâu rồi, nó có tiếng tăm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có những cái quán cà phê khác mở ra thì nó cũng nằm ở trong khu vực huyện Đức Trọng của mình. Thì đó thì cũng giống như Cần Câu vậy đó. Hôm nay thì nó sẽ có những cái hãng mới ra nên là mọi người cứ thử nha. Mọi người cứ thử. Cái này là những cái cây này là carbon từ Nhật Bản hết rồi cả nhà. Đó. Thì nó đôi khi nó sẽ hơi giống những cái cần ở điểm này, những cái giống những cái cần khác ở điểm khác như vậy. Nhưng mà mọi người cứ câu rồi thử cảm nhận về chất lượng nha. Rồi, em Phương thì cũng lấy ở bên cửa hàng, cái hàng trưng bày của cửa hàng bên Nhật đó mọi người. Đó, lấy ở bên đó về. Nói chung là em lấy ở thị trường Nhật về, em không có nhập hàng từ Trung Quốc nha cả nhà. Nên là mọi người cứ yên tâm, những cái hàng carbon này nè. Rồi. Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm nha. Rồi, lần sau em sẽ về, em sẽ quay cho mọi người xem cái phôi cần giảm ít này rất là đẹp luôn. Bảo đảm mọi người mê, nhưng mà em Phương băn khoăn một điều là cái cán nó hơi xấu. Thật sự là cái cán nó hơi xấu. Cái cán nó đời mới quá, cái cán quấn á. Cán gì cao su quá mọi người. Cao su mà sẵn 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 đời mới á. Là em Phương hơi băn khoăn là không biết có bán được không. Nên là em Phương sẽ để giá dùng thử cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.